Thưa quý vị, trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân, đối tượng môi giới, cò đất sử dụng nhiều chiêu trò bịa đặt thông tin không đúng sự thật, gây sốt giá đất để trục lợi, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát công bố các dự án nào đủ điều kiện mở bán cho người dân, gửi thông tin đến các địa phương và các phòng công chứng, văn phòng công chứng để người dân được biết, tránh rủi ro trong quá trình mua bán. Đồng thời đề nghị công an thành phố khẩn trương xử lý các trường hợp tung tin đồn thất thiệt, bịa đặt thông tin không đúng sự thật nhằm gây sốt giá đất để trục lợi và sớm đưa ra xét xử công khai. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.